Tỷ số 214-264 nghiêng về ông Biden, Tổng thống Trump gặp bất lợi lớn. Chiến trường bầu cử Mỹ vẫn đang khốc liệt hơn bao giờ hết. Theo kết quả kiểm phiếu mới nhất, ông Biden đã chiến thắng tại hai bang then chốt là Michigan và Wisconsin, thu về 26 phiếu. Trong khi đó, ông Trump cũng tuyên bố giành chiến thắng ở Michigan và đội ngũ tranh cử của ông Trump muốn dừng việc kiểm phiếu tại bang này vì nghi vấn gian lận. Ông Biden chỉ còn thiếu 6 phiếu nữa là có đủ 270 phiếu để trở thành người thắng cuộc. Hiện tại, bang Nevada 6 phiếu đang xanh nhạt. Tỷ số đang là 214 và 264 nghiêng về phía ông Biden. Trước đó, ông Biden liên tục dẫn trước ông Trump với số phiếu áp đảo. Có thời điểm, số phiếu của ông Biden gấp đôi phiếu của ông Trump. Sau khi giành được chiến thắng tại các bang then chốt là Texas, Florida, Ohio cùng hàng loạt các bang khác, ông Trump lội ngược dòng ngoạn mục và có mức phiếu ngang ngửa ông Biden. Tới tối ngày 4 tháng 11 theo giờ Việt Nam, các bang chiến trường đều ngả màu đỏ nhạt, nghiêng về ông Trump. Tuy nhiên, ít lâu sau, Michigan và Wisconsin chuyển sang xanh nhạt. Dự báo tin không vui đối với ông Trump, bởi nếu để lọt hai bang này về tay ông Biden, thì ứng cử viên Đảng Dân Chủ sẽ chắc chắn giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Hiện tại, ông Biden cũng là người giành nhiều phiếu phổ thông nhất trong lịch sử, khi giành được hơn 70 triệu phiếu phổ thông trên cả nước. Vượt qua kỷ lục 69,4 triệu phiếu của ứng cử viên cũng thuộc Đảng Dân Chủ Barack Obama năm 2008. Số phiếu của ông Biden thậm chí sẽ còn có thể cao hơn khi vẫn còn nhiều phiếu ở một số bang vẫn chưa được kiểm đếm. Trong khi đó, theo thống kê ban đầu, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump giành được 67,3 triệu phiếu. Phản ứng về việc này, ông Trump viết trên Twitter cá nhân rằng lợi thế ở các bang chiến trường đã biến mất bí hiểm qua một đêm và ông cảm thấy mọi chuyện hết sức kỳ lạ. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tuyên bố chiến thắng ở ba bang chiến trường lớn và tuyên bố thắng cuộc luôn ở Michigan, dù kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Joe Biden mới là người dẫn trước. Cụ thể, ông Trump cho biết đã thắng ở Pennsylvania, Georgia, North Carolina, viết trên Twitter cá nhân rằng chúng ta có thể tuyên bố chiến thắng ở bang Michigan vì thực tế cho thấy có rất nhiều lá phiếu được bí mật thêm vào một cách phi lý. Tuy nhiên, Twitter đã dán nhãn các đoạn trạng thái của ông Trump là gây tranh cãi và có thể hiểu lầm. Về phía ông Biden, ở thời điểm hiện tại, ông Biden cũng đang giành ưu thế ở bang chiến trường Pennsylvania. Ứng viên Đảng Dân Chủ có tỷ lệ phiếu bầu vắng mặt cao vượt trội ở Pennsylvania và dường như sẽ giành chiến thắng tại bang chiến trường này. Theo thông báo của Văn phòng Tổng thư ký bang Pennsylvania, tính tới sáng ngày 4 tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dẫn trước đối thủ Joe Biden với cách biệt gần 700.000 phiếu. Trong số những phiếu đã được kiểm, tuy nhiên, người chiến thắng có thể được định đoạt bởi 1,4 triệu phiếu bầu vắng mặt chưa được kiểm. Trong số những phiếu bầu vắng mặt đã được kiểm, ông Biden chiếm ưu thế khi giành 78%, trong khi con số này của ông Donald Trump là 21%. Như vậy, ông Biden có thể thu về khoảng 800.000 phiếu bầu vắng mặt, đủ để thu hẹp khoảng cách với Tổng thống Donald Trump. Các dự đoán trước thềm bầu cử cho thấy, ông Biden có thể nhận về số phiếu cao hơn vì các khu vực có lượng phiếu bầu vắng mặt còn lại chủ yếu ủng hộ phe Dân Chủ. Ứng viên Dân Chủ còn được dự đoán tiếp tục giành ưu thế ở những phiếu bầu vắng mặt đến sau vài ngày khi kết thúc bầu cử. Chiến thắng đang dần đến tầm tay của ông Biden. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của ông vẫn thận trọng trước việc tuyên bố chiến thắng. Nhưng dường như, đội ngũ của ông Biden đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để chuyển giao chính quyền. Trang web chính thức của ông Biden có tên buildbackbetter.com đã chính thức đi vào hoạt động và nội dung được ghi tên trang web này thu hút sự chú ý của nhiều người. Người Mỹ sẽ quyết định ai là tổng thống tiếp theo của Mỹ. Một số bang vẫn đang kiểm phiếu. Đất nước này đang đối diện với nhiều cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, từ đại dịch COVID-19 cho tới suy thoái kinh tế, biến đổi khí hậu và phân biệt chủng tộc. Đội ngũ chuyển đổi sẽ chuẩn bị với tốc độ tối đa để chính quyền Biden-Harris có thể điều hành tốt ngay từ đầu. Hiện tại, trang web này không có thêm thông tin gì, nhưng điều này cho thấy đội ngũ của ông Biden đã âm thầm chuẩn bị các kế hoạch tương lai, cho dù cuộc đua vẫn chưa kết thúc. Về phía ông Trump, ông vẫn được đánh giá là vẫn còn cơ hội, dù là rất thấp. Đại diện bang Georgia cho biết, vẫn còn khoảng 149.350 phiếu vẫn chưa được đếm ở bang này. Một số hạt với lượng phiếu bầu lớn cho biết họ sẽ kết thúc kiểm phiếu vào tối ngày 4 tháng 11. Trong khi đó, một số người khác cho rằng hoạt động kiểm phiếu sẽ tiếp tục vào sáng ngày mai. Sự cách biệt giữa ông Trump và ông Biden giờ chỉ còn là dưới 1%. Ông Trump vẫn dẫn trước nhưng không nhiều. Theo CNN, hiện tại, ông Joe Biden cần bang Arizona và Nevada để chiến thắng. Nhưng kể cả như vậy, ông Trump vẫn có một tia hy vọng cuối đường hầm. Theo đó,
Ông Trump cần phải thắng ở North Carolina, Georgia, giành được phiếu từ Maine và Alaska. Hiện tại, ông Trump vẫn dẫn trước ở Georgia, nhưng con số phiếu dẫn đang dần bị thu hẹp. Cách biệt giảm chỉ còn khoảng 47.000 phiếu. Ông Trump có 49,9%, ông Biden có 48,9%. Với 16 phiếu đại cử tri, hiện chỉ còn cách biệt 47.111 phiếu. Con số cách biệt ngày càng nhỏ hơn, chúng tôi đang chờ kết quả cuối cùng, phóng viên CNN cho hay. Ngoài ra, CNN khẳng định không có bất kỳ điều gì bất thường đối với quy trình bỏ phiếu. Các thành viên của Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa và các nhân viên độc lập tại phòng đếm phiếu ở khắp nước Mỹ, bang đỏ, bang xanh, tất cả đều đang đếm phiếu. Trong khi đó, đội ngũ tranh cử của ông Biden đã nộp đơn kiện yêu cầu dừng kiểm phiếu ở Georgia. Tuy nhiên, không rõ liệu đơn này có được thông qua hay không. Ngoài ra, ông Trump cũng nhất định phải thắng ở Pennsylvania để có thể tiếp tục cuộc đua và giành lại Arizona từ tay ông Biden. Chiến dịch của ông Trump cần phải quyết đoán để có được Pennsylvania cũng như giành lại Arizona, CNN cho hay. Tuy nhiên, phóng viên CNN cho biết, hiện tại, tình thế bỏ phiếu ở Nevada vẫn đang rất xích sao. Điều bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra. Theo đánh giá, tại Arizona, ông Trump vẫn có cơ hội chiến thắng vì vẫn còn rất nhiều phiếu bầu chưa được kiểm. Bang Arizona có 11 lá phiếu đại cử tri mà cả Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Joe Biden đều đang rất cần. Ước tính đến trưa ngày 4 tháng 11, có khoảng 620.000 lá phiếu vẫn chưa được đếm ở Arizona, theo đài CNN. Trong số các lá phiếu còn lại cần được đếm, hầu hết là ở hạt Maricopa, từ 400.000 đến 430.000 lá phiếu. Theo giới chức bang Arizona, có 2,8 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu ở bang này. Hạt đông dân nhất của bang Arizona là hạt Maricopa, không thông báo có bao nhiêu lá phiếu sớm đã được chuyển đến các phòng phiếu vào ngày bầu cử ngày 3 tháng 11. Có thể thấy, cuộc chiến bầu cử Mỹ vẫn chưa thể kết thúc khi chưa có ứng viên nào giành đủ 270 phiếu đại cử tri cần thiết, và thế giới đều hiểu rằng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ không kết thúc nhanh chóng như mọi khi. Số lượng phiếu bầu sớm và bầu cử qua thư đạt kỷ lục, đồng nghĩa với việc các đồng minh Mỹ phải kiên nhẫn chờ đợi ứng cử viên nào sẽ trở thành ông chủ của văn phòng quyền lực nhất thế giới trong vòng 4 năm tới. Thậm chí, kể cả khi Tổng thống Donald Trump là người tôn trọng kết quả bầu cử, nhưng bất kỳ nhà ngoại giao nào cũng hiểu rằng họ nên giữ im lặng cho tới khi biết chính xác ai là người họ sẽ đương đầu tại NATO, Liên Hợp Quốc và các diễn đàn thế giới khác. Cuộc bầu cử này có ý nghĩa đối với đồng minh Mỹ hơn bất kỳ cuộc bầu cử nào khác trong thời gian gần đây. Ông Trump đã rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nói về việc ngừng đóng góp cho NATO, xóa bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân và rút Mỹ khỏi Hiệp định về biến đổi khí hậu. Hứa hẹn, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 sẽ nghẹt thở đến giây phút cuối cùng. Thế giới khắc khoải chờ kết quả bầu cử Mỹ. Giống như người Mỹ, người dân thế giới cũng đang hồi hộp chờ đợi kết quả bầu cử khi hai ứng cử viên vẫn bám đuổi xít sao. Trong các năm trước, người đắc cử Tổng thống Mỹ thường được công bố vào đêm bầu cử hoặc rạng sáng hôm sau. Tuy nhiên, do số phiếu bầu qua thư năm nay tăng cao vì COVID-19, quá trình kiểm phiếu tại các bang chiến trường kéo dài khiến người chiến thắng vẫn chưa lộ diện. Biden đang có lợi thế khi giành được 238 phiếu đại cử tri, trong khi Trump giành được 213 phiếu. Hai ông đang cạnh tranh gắt gao tại các bang chiến trường. Rạng sáng mùng 4 tháng 11, Trump phát biểu từ Nhà Trắng, tự tin rằng ông đã chiến thắng. Phát ngôn của ông bị một số nhà bình luận chính trị Mỹ và các nhóm dân quyền lên án. Hầu hết lãnh đạo và các ngoại trưởng thế giới án binh bất động, cố gắng không đổ thêm dầu vào lửa bầu cử. Chúng ta hãy chờ xem kết quả ra sao, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nói. Tình thế hiện giờ có mức độ không chắc chắn rất lớn, cuộc đua xít sao hơn nhiều người nghĩ. Chúng ta sẽ chỉ biết ai là người chiến thắng sau khi tất cả phiếu bầu được kiểm, Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier nói tại một diễn đàn ngày 4 tháng 11, nhấn mạnh điều quan trọng là cả hai ứng cử viên đều chấp nhận kết quả chung cuộc. Nhưng khi ông Raab, ông Altmaier và những người khác kêu gọi thận trọng, Thủ tướng Slovenia Janez Janša đã chúc mừng Trump và Đảng Cộng Hòa qua Twitter. Rõ ràng là người dân Mỹ đã bầu cho Donald Trump và Mike Pence giữ chức thêm 4 năm. Truyền thông chính thống càng trì hoãn và phủ nhận sự thật, thì chiến thắng cuối cùng của Tổng thống Mỹ sẽ càng lớn hơn. Xin chúc mừng Đảng Cộng Hòa vì đã có kết quả tốt trên khắp nước Mỹ, ông Janša viết trên Twitter ngày 4 tháng 11.
Jansa là chính trị gia cực hữu, đã ủng hộ Trump từ trước cuộc bỏ phiếu. Ông từng nói rằng Biden sẽ là tổng thống Mỹ yếu ớt nhất nếu đắc cử. Năm 2000, cuộc đua giữa George Walker Bush và Al Gore lâm vào thế bế tắc khi chiến thắng chung cuộc phụ thuộc vào việc ai giành được bang Florida. Cuối cùng, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra quyết định ủng hộ Bush 5 tuần sau ngày bầu cử. Trump đã gợi ý rằng Tòa án Tối cao, nơi ông đã đề cử 3 trong số 9 thẩm phán, sẽ phải một lần nữa quyết định người chiến thắng. Trên Twitter, các từ khóa Trump, Biden và bầu cử Mỹ 2020 đang nằm trên top thịnh hành tại nhiều nơi trên thế giới như Nga, Pakistan, Malaysia, Kenya, khắp châu Âu và Mỹ Latin. Nga, nước bị giới chức Mỹ cáo buộc cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử, chưa đưa ra phản ứng chính thức nào. Nhưng nhà lập pháp thân Điện Kremlin Vyacheslav Nikonov khuyên người Nga tích trữ bỏng ngô để xem chương trình sắp diễn ra, nói rằng xã hội Mỹ đang bị chia rẽ nghiêm trọng. Kết quả của cuộc bầu cử này sẽ là kết quả tồi tệ nhất đối với nước Mỹ. Nikonov, người đã hoan nghênh chiến thắng năm 2016 của Trump, viết trên Facebook: dù ai thắng trong cuộc chiến pháp lý, một nửa người Mỹ sẽ không coi người đó là tổng thống hợp pháp. Hãy tích trữ thật nhiều bỏng ngô. Giám đốc điều hành Kenneth Roth của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tại New York, một trong những tổ chức dân quyền hàng đầu thế giới, cho rằng việc vội vàng tuyên bố một trong hai ứng cử viên chiến thắng là điều rất nguy hiểm. Ông khuyên mọi người không nên đưa ra ý kiến cho đến khi tất cả phiếu được kiểm. Với số lượng phiếu bầu qua thư rất cao trong năm nay, một số bang dự kiến mất vài ngày để kiểm toàn bộ phiếu. Chính quyền Trung Quốc, quốc gia có quan hệ với Mỹ xấu đi nghiêm trọng dưới thời Trump, nói rằng bầu cử là vấn đề nội bộ và họ không có ý kiến gì. Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã chế giễu việc hệ thống bầu cử Mỹ không thể đưa ra kết quả nhanh chóng và rõ ràng. Tại Nigeria, Thượng nghị sĩ Sehu Sani nói rằng tình thế không chắc chắn ở Mỹ gây gợi nhớ đến châu Phi. Châu Phi từng học hỏi nền dân chủ của Mỹ, giờ Mỹ lại học theo nền dân chủ của châu Phi. Ở Australia, đám đông theo dõi kết quả khi uống bia trong một quán bar kiểu Mỹ ở Sydney. Len Roberts, đội mũ bóng chày có khẩu hiệu khiến châu Âu vĩ đại trở lại, nói: từ hồi Trump bước chân vào chính trường, tin tức thú vị hơn rất nhiều. Bạn không bao giờ lường trước được ông ấy sẽ nói gì. Thật là hay. Tin tức sẽ nhạt nhẽo đi nếu Trump thua. Những người khác nhấn mạnh tác động của bầu cử Mỹ với toàn thế giới. Tôi nghĩ nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Những gì đang xảy ra ở Mỹ sẽ có ý nghĩa quan trọng ở đây trong 4 năm tới, Luke Henrich, cư dân Sydney, nói. Twitter, Facebook chặn bài đăng tuyên bố chiến thắng sớm. Facebook, Twitter tuyên bố sẽ chặn tất cả bài đăng tuyên bố chiến thắng sớm từ các ứng cử viên tổng thống và chiến dịch tranh cử của họ. Twitter hôm 3 tháng 11 cho biết, từ đêm bầu cử cho đến lễ nhậm chức, đối với các bài đăng tuyên bố chiến thắng bầu cử sớm, họ sẽ dán nhãn cảnh báo như các nguồn chính thức thông báo kết quả bầu cử khác hay các nguồn chính thức có thể chưa công bố kết quả khi dòng tweet được đăng. Theo Twitter, những tài khoản ở Mỹ với hơn 100.000 người theo dõi và có lượng tương tác đáng kể cũng sẽ được họ đặt vào tầm ngắm. Trong khi đó, Facebook nói sẽ thêm thông tin cụ thể về các bài đăng nếu ứng cử viên tổng thống hay chiến dịch tranh cử của họ tuyên bố chiến thắng sớm trước khi có kết quả chính thức. Facebook cho biết thêm sẽ theo dõi loạt vấn đề trong thời gian bầu cử như các báo cáo về nội dung đàn áp cử tri và ngăn chặn những nỗ lực nhằm cản trở hay đe dọa cử tri. Các công ty truyền thông xã hội đang chịu áp lực chống lại thông tin sai lệch liên quan đến bầu cử tổng thống Mỹ. Twitter cho biết họ sẽ coi các quan chức bầu cử bang và các hãng thông tấn lớn như ABC News, AP, CNN và Fox News là nguồn chính thức cho kết quả bầu cử. Twitter đã ẩn và dàn nhãn cảnh báo có thể gây tranh cãi hoặc gây hiểu lầm với bài đăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông tuyên bố sẽ ngăn đối thủ đánh cắp cuộc bầu cử. Trump bị đồng minh quay lưng vì tuyên bố thắng sớm. Nhiều đồng minh hàng đầu của Tổng thống Trump ở Đảng Cộng Hòa cho rằng tuyên bố sớm về chiến thắng của ông là quyết định sai lầm. Cựu thống đốc New Jersey Chris Christie, thành viên Đảng Cộng Hòa và là đồng minh hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, nói rằng ông không đồng tình với tuyên bố vội vàng về chiến thắng của ông chủ Nhà Trắng, đặc biệt là cáo buộc đối thủ cố tình gian lận.
Những gì tôi nói tối nay không phải với tư cách một cựu thống đốc, mà là một cựu công tố viên Mỹ. Không có cơ sở nào để đưa ra tuyên bố này tối nay. Hoàn toàn không có. Christie, người từng là công tố viên ở New Jersey, nói với đài ABC sáng sớm ngày 4 tháng 11. Bình luận của cựu thống đốc Christie được xem là khá bất ngờ khi trước đó, ông là người thường xuyên đồng quan điểm với Tổng thống Trump trong nhiều vấn đề chính trị, đồng thời từng là cố vấn chuẩn bị tranh luận Tổng thống cho Trump tháng trước. Quan điểm của Christie đã nhận được sự đồng tình từ cựu thượng nghị sĩ Pennsylvania Rick Santorum, thành viên Đảng Cộng Hòa và cũng là đồng minh chính trị của Tổng thống Mỹ. Tôi rất lo ngại với những gì Tổng thống vừa nói, Santorum nói với CNN sáng 4 tháng 11. Ý tưởng sử dụng từ gian lận đối với những người kiểm phiếu là sai lầm. Họ đang kiểm phiếu bầu qua thư và vắng mặt một cách đúng đắn. Và một số hạt đã dừng kiểm phiếu. Tại sao họ dừng? Vì giờ đã là 2 giờ 48 phút sáng. Lời chỉ trích từ hai đồng minh của Tổng thống Trump đến giữa lúc nhiều nhà báo và chuyên gia chính trị của nhiều tổ chức truyền thông cũng bày tỏ bất bình với tuyên bố của ông. Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton thậm chí còn gay gắt cho rằng bình luận của Tổng thống Trump là hổ thẹn. Sáng nay tôi cảm thấy không vui. Tôi nghĩ bình luận mà Tổng thống Trump đưa ra vài giờ trước nói rằng ông ấy cơ bản đã chiến thắng nhưng cuộc bầu cử đang bị đánh cắp. Là một trong số bình luận thiếu trách nhiệm nhất mà một Tổng thống Mỹ từng nói. Chúng tôi không biết kết quả sẽ thế nào. Trump hoàn toàn có thể thắng, nhưng ông ấy đã nghi ngờ tính toàn vẹn của toàn bộ quá trình bầu cử chỉ vì lợi ích cá nhân. Điều đó thật hổ thẹn, ông Bolton nói. Còn 7 bang đang kiểm phiếu, trong đó có 5 bang chiến trường quan trọng gồm Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Bắc Carolina và Georgia, cùng bang Nevada và Alaska. Trong đó, Trump duy trì khoảng cách 0,3 đến 12,7 điểm phần trăm với đối thủ ở những bang chiến trường chiếm nhiều phiếu đại cử tri gồm Michigan, Pennsylvania, Bắc Carolina và Georgia.